Hiện tại thì Dương đang thấy là trong nhóm mình đã lên gần 400 người rồi rất là tuyệt vời. Hôm nay siêu năng lượng luôn cả nhà Rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau là đến với phần uh, rất là quan trọng. Rồi Dương xin nhờ xin nhờ đôi tay xinh đẹp của cả nhà mình ạ, à. chúng ta hãy cũng nhau cùng nhau là tung bông tung hoa để đón chào doanh nhân An Võ ngày hôm nay sẽ lên đây để chia sẻ, chia sẻ chúng ta những cái bí kíp để đạt được mục tiêu tài chính tháng 11 nhé Rồi Dương xin mời doanh nhân An Võ Rồi <laughs> không biết là cả nhà có nghe an nói rõ không ạ à, rồi ok rồi cả nhà ơi có nghe an nói rõ không ạ rồi an chúc cho cả nhà của mình có một buổi sáng tràn đầy năng lượng thành công giàu có khỏe mạnh hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời và cả nhà ơi chúng ta hãy gửi lời biết ơn tới doanh nhân thùy dương của chúng ta ngày hôm nay đã hỗ trợ kích hoạt năng lượng cho chúng ta và cũng như cảm ơn chị bùi lý ngày hôm nay đã chia sẻ một câu chuyện thành công ha quá tuyệt vời ha À, và thành công thì không thành công thì không phân biệt độ tuổi đúng không anh chị à, nên rằng là gì? chúng ta đừng nghĩ được rằng là chúng tôi quá già để mà có thể thành công hoặc là tôi quá lớn tuổi để mà có thể thành công hoặc tôi quá trẻ để mà thành công không không anh chị ạ à, tất cả chúng ta à, ai cũng có cơ hội để thành công cả và tiền bạc thì không phân biệt ai cả chỉ cần là gì bạn à, chỉ cần là bạn à, phát triển À, tập trung cho bản thân của mình chỉ cần bạn đi đúng công thức thì dù bạn ở độ tuổi nào thì bạn cũng à, có thể thành công ha à, câu chuyện của chị Bùi Lý để à, cho chúng ta à, thêm niềm tin ha à, và giúp cho chúng ta giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên con đường à, tiến tới thành công và áp dụng bộ công thức của câu lạc bộ ha rồi và cả nhớ ơi chúng ta hãy gửi lời biết ơn tới tất cả những anh chị doanh nhân của chúng ta đã ngày đêm phụng sự và hỗ trợ đã giúp cho chúng ta biết tới câu lạc bộ cũng như rằng là gieo duyên cho chúng ta để mà chúng ta có thể là đột phá cuộc sống của mình ha rồi trước khi mà chúng ta làm quy trình trước khi mà chúng ta học À, những cái kiến thức mới cũng như rằng là học bộ bí kíp ngày hôm nay thì anh chị hãy làm cho em một việc ha đó là anh chị hãy nhắn tin cho những người bạn những người thân những người đồng đội của mình à, vào à, cùng học trong ngày hôm nay ha buổi sáng ngày hôm nay ha hãy nhắn tin cho những người bạn những người thân để mà à, họ cùng vào học gieo nhân tốt gặp một bầu trời quả ngọt nên anh chị chúng ta cũng gieo duyên ha gieo những cái duyên thiện lành và anh chị biết không ạ Uh, giống như là đạo Phật có nói ha là chúng ta cần phải về tích phước mà để tích phước thì sao ạ chúng ta cần phải gieo chúng ta cần phải cho đi thì chúng ta mới có uh, có những cái phước tích phước cho mình okay, ha khi mà anh chị chúng ta chia sẻ chúng ta gieo duyên thì chúng ta cũng đang uh, tích lũy những cái hạt uh, phước báu cho mình và anh chị muốn cái gì Thì anh chị phải gieo cái đó nha à, Chúng ta muốn à, gia tăng tài chính Thì chúng ta phải gieo hạt tài chính Chúng ta muốn à, gia tăng về sức khỏe Chúng ta gieo hạt sức khỏe Cho đi thì mới được Nhận lại Nên hãy nhanh chóng nhắn tin cho những người bạn Những người thân, những người đồng đội của mình Vào à, nhanh chóng ha, cho kịp buổi học ngày hôm nay Và chuẩn bị cho An tập bút viết vở Và bên cạnh mình là một ly nước ha à, Nước sẽ giúp cho anh chị Năng lượng và tỉnh táo nha rồi, An thì mỗi sáng là phải luôn luôn có cái ly này bên cạnh. Tại vì sao nó giúp cho An rất là năng lượng, rất là tỉnh táo. Đây là bộ công thức của câu lạc bộ anh chị. ạ. À. Một số anh chị hỏi An làm sao tỉnh táo quá vậy đây? Công thức câu lạc bộ rất là tỉnh luôn. Uống xong là tỉnh, tỉnh queo, well. tỉnh từ 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 sáng cho tới chiều luôn anh chị nha. Đó. Rất là khỏe mạnh, rất là năng lượng rồi ok không ạ rồi yeah, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều và giờ em nói là một số anh chị á mình chưa có đổi tên đúng cú pháp anh chị hãy đổi tên cú pháp giúp em nha để mà tí nữa trong quá trình mà em chia sẻ em cũng có sẽ đặt tên cũng như là gọi tên một số anh chị để mà em cũng kích hoạt năng lượng cho tất cả những anh chị chúng ta ha thì anh chị đổi tên đúng cú pháp cho em đó là tên anh chị và tên trưởng nhóm của mình à anh chị xem thử à, mình đã đổi tên đúng cú pháp chưa nếu chưa thì hãy nhanh chóng đổi tên đúng cú pháp ha rồi chúng ta sẽ có một phút để mà chúng ta uh, kiểm tra nha uh, anh chị kiểm tra lại em thấy là có một số anh chị là 999 hoặc là iPhone hoặc là Apple Samsung gì nè à, nên là anh chị hãy nhanh chóng đổi tên ha đổi tên đúng cú pháp cho em rồi và một số anh chị thì vào nhưng mà có tên nhưng mà uh, uh, mình uh, không có uh, đổi cái người hỗ trợ phía sau nha anh chị nhớ đổi để tên và để tên của mình và tên người hỗ trợ để biết được rằng anh chị đang ở đội nhóm nào, ai hỗ trợ và cũng như rằng là đó cũng là một lời biết ơn anh chị gửi đến cho những cái người uh, doanh nhân đã hỗ trợ mình ha. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ có uh, một phút để mà chúng ta ra quyết định về kết quả cho ngày hôm nay mà chúng ta mong muốn nha. Uh, chúng ta sẽ rắc bụi phép màu cho ngày hôm nay. À, rồi và bây giờ thì chúng ta có khoảng một phút để mà chúng ta rắc bụi phép màu anh chị hãy anh chị và An cùng nhắm mắt lại những anh chị mới mình chưa hiểu rắc bụi phép màu là như thế nào thì An sẽ chia sẻ cho anh chị một chút xúc chút xíu để anh chị hiểu hơn ha rắc bụi phép màu đó là anh chị ra kết quả anh chị ra quyết định về cái kết quả mà mình mong muốn trong một ngày hôm nay anh chị mong muốn kết quả ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi và tất cả mọi người xung quanh. Ngày hôm nay tiền về với tôi, uh, tôi học tập nhưng nhưng sao ạ? À? Tiền vẫn về, tôi càng tăng tư duy thì gì? tiền càng về. Đó, tôi học tập nghiêm túc và kỷ luật nhất quán nên sao à? uh, Thành công ngày càng nhiều đến với tôi, ngày hôm nay tôi được ăn uống miễn phí, ngày hôm nay tôi được tặng quà, ngày hôm nay dòng tiền lớn bất ngờ chảy về trong túi của tôi. Đó là những cái à, ví dụ Mà An hướng dẫn cho cả nhà của mình rất bụi phép màu ha An nhắc lại nha Rắc bụi phép màu Là một trong những cái à, Bước cực kỳ quan trọng Để mà chúng ta khởi động một ngày mới à, Xuân sẻ Thuận lợi theo ý của mình Vì quan trọng là gì Thế mà chúng ta rắc bụi phép màu Chúng ta còn phải nói lên Cái kết quả mà mình mong muốn trong ngày hôm nay ok Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ Ờ, cái bước này là một trong những cái bước quan trọng để giúp cho anh chị định hình một ngày của mình ha rồi à, và bây giờ thì chúng ta có một phút nha à, chúng ta cùng rắc bụi phép màu cho ngày mới cho chúng ta và tất cả những người xung quanh của mình ha rồi cả nhà ơi chúng ta đã rắc bụi phép màu xong ok ha và um, bây giờ thì chúng ta cùng thực hành lòng biết ơn ngắn với An ha. Rồi cùng đặt tay lên trái tim cùng với An ha. Chúng ta cùng đọc to ha. Biết ơn nha, chúng ta cùng biết ơn với nhau ha. Rồi cả nhà ơi, đặt tay lên trái tim cùng với An ha và chúng ta biết ơn uh, biết ơn tất cả mọi điều tuyệt vời đã đến với tôi trong ngày hôm nay, biết ơn tôi lại có thêm một ngày nữa để yêu thương, để học tập, để phụng sự, để cống hiến và để giúp đỡ cho uh, tất cả mọi người xung quanh của tôi biết ơn chủ tịch trịnh huy đã tạo ra một à, đã tạo ra câu lạc bộ chạm tay hóa vàng để tôi có một môi trường có một nơi để học tập phụng sự và cống hiến biết ơn à, tất cả những anh chị doanh nhân đã gieo duyên để mà giúp cho tôi à, tạo nên bước ngoặt cuộc đời của tôi biết ơn người bố người mẹ người vợ người chồng và các con của tôi đã là nguồn động lực là quý nhân để giúp cho tôi tiến tới thành công và biết ơn À, bản thân tôi mỗi ngày đã luôn kiên trì kiên nhẫn và kiên định với sự thành công của mình à, mỗi ngày đã luôn tiến về phía trước cảm ơn cơ thể khỏe mạnh năng lượng luôn giúp cho tôi à, thành công mỗi ngày cảm ơn cảm ơn cảm ơn rồi cả nhà ơi à, chúng ta hãy à, vỗ vào ngực của mình ha biết ơn biết ơn biết ơn rồi okay. đó là một cái à, cách để mà chúng ta biết ơn nhanh ha rồi mỗi ngày thì an đều biết ơn như vậy ha và cũng như rằng là rắc bụi phép màu nó là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng để mà giúp cho chúng ta khởi động một ngày mới năng lượng hơn tích cực hơn rồi ngày hôm nay thì an cũng sẽ chia sẻ cho anh chị một cái, những cái bí kíp mà để giúp cho chúng ta đạt được thành công và đặc biệt những cái bí kíp này à, nó là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng trong một ngày trong một ngày ha. Mà dù anh chị có đang kinh doanh, anh chị có đang à, làm hưởng lương, anh chị có đang làm một bà mẹ đẹp, nội trợ, một bà mẹ bỉm sữa đi chăng nữa thì tất cả những bước này cần phải thực hành. Cần phải làm. Dù anh chị là bất cứ ai đi chăng nữa thì anh chị cũng phải làm. Ok ha. À, để mà gì mình đạt được cả tất cả mọi điều mà mình mong muốn trong cuộc sống, đạt được mục tiêu về tài chính của mình cũng như rằng là à, cái những cái bước này để giúp cho anh chị thu hút những nguồn lực quý nhân để giúp cho anh chị hỗ tới hỗ trợ cho anh chị cũng như những cái bước này để giúp cho anh chị giao tiếp với tiềm thức của mình, giao tiếp với con người phi thường bên trong của mình cũng như những cái bước này giúp cho anh chị tận dụng được những quy luật của vũ trụ để giúp cho anh chị dễ dàng và thuận lợi khi mà anh chị ứng dụng luật hấp dẫn sức mạnh tiềm thức để mà thay đổi tạo nên bước ngoặt cuộc đời của mình nên rằng là gì anh chị hãy lai chuẩn bị bút viết vỡ để mà mình ghi xuống những cái bước này ha bước đầu tiên và mỗi buổi sáng và mỗi ngày anh chị cần phải làm đó là gì chúng ta cần phải rắc bụi phép màu chúng ta cần rắc bụi phép màu ra quyết định về cái kết quả mà mình mong muốn trong ngày hôm nay người chưa thành công họ ghi nhật ký trong một ngày trong một cái trong một ngày trải qua và họ kể lại cái câu chuyện mà họ đã trải qua trong một ngày nhưng người thành công thì sao ạ à? họ sẽ ghi nhật ký thành công họ sẽ ra quyết định cho một ngày cho kết quả cho một ngày của họ người chưa thành công thì họ ghi những cái nhật ký đôi khi là những cái nhật ký thất bại trong một ngày của họ nhưng với người thành công họ hiểu được rằng là gì ạ họ hiểu được rằng là gì tôi làm chủ cuộc đời của tôi và giờ mọi việc đến là mọi việc đến đều là do họ ra quyết định và lựa chọn họ dùng quyền năng của họ đó là quyền năng lựa chọn và ra quyết định mỗi con người của chúng ta đều có quyền năng chúng ta khác với tất cả những loài động vật khác đó là gì chúng ta có quyền lựa chọn và ra quyết định nên rằng là gì người thành công họ hiểu được rằng là gì? họ có một quyền năng như vậy nên rằng là họ lựa chọn và ra quyết định cho cái kết quả ngày hôm nay của họ muốn là gì nên là cái bước mà An hướng dẫn cho anh chị rắc bụi phép màu đó anh chị đó là cái bước mà anh chị sẽ kích hoạt một ngày cho mình và cũng như rằng là gì? định hình một ngày của chúng ta như thế nào trong tâm trí của mình và cũng như rằng là ra quyết định về cái kết quả mình mong muốn thay vì một ngày của mình mình để cho nó lạc trôi để cho sao à nó à, bị tác động bởi ngoại cảnh và thường thì sao à chúng ta bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh nhưng Người thành công thì sao? Họ ra quyết định về cái kết quả họ muốn. Quan trọng là gì? Họ biết họ muốn cái gì. Và họ ra quyết định. Nên anh chị, khi mà anh chị rắc bụi phép màu. Bước một ha, mỗi buổi sáng khi mà thức dậy mở mắt ra. Anh chị hãy là gì ạ? Rắc bụi phép màu. Một ngày, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời đối với tôi. Ngày hôm nay là ngày thành công. Ok không ạ? Yeah ngày hôm nay là ngày siêu năng lượng, ngày hôm nay là ngày uh, siêu hút tiền, ngày hôm nay là ngày uh, khách hàng về với tôi bằng mõi ngõ ngách, ngày hôm nay khách hàng xếp hàng dài chờ tôi phục vụ, ngày hôm nay dòng tiền lớn bất ngờ chảy về trong túi của tôi, ngày hôm nay tôi được ăn uống miễn phí, ngày hôm nay tôi được tặng quà. Ok ha, huh? đó là cái cách mà anh chị ra quyết định cho một ngày của mình. cái kết quả mà mình mong muốn trong một ngày nhớ nha anh chị phải anh chị phải dùng quyền năng của mình mình đã có quyền năng thì đừng bao giờ bỏ phí cái quyền năng đó hãy bắt đầu là gì ra quyết định về ra quyết định và lựa chọn cái điều mà mình mong muốn trong một ngày anh chị ghi kịp không ạ à? rồi anh chị nào đã hiểu về cái rắc bụi phép màu này thì comment trang chữ tôi ạ à. ngày nào mà không anh chị biết không ạ à, hay lắm rắc bụi phế màu cái ngày nào mà không rắc bụi phế màu anh chị ạ, ngày đó không thấy thành không có thấy cái điều gì nó đột phá hết á nhưng mà cái ngày nào mà rắc bụi phép màu nha ráo quyết định cái là gì ạ à? tiền về ra quyết định cái tự nhiên cái an thấy được rằng là gì à? may mắn vi diệu nó đến với mình không biết anh chị nào à, có áp dụng cái Rắc bụi phép màu Thường xuyên không ạ à? Anh chị có thấy như vậy không ạ à? Anh chị nào thấy vì Thấy y như An Thì comment chân chữ Z ạ à. Ngày nào mà quên rắc bụi phép màu Là thấy nó hơi Sai sai gì á Thấy hình như là Hình như là chưa được may mắn cho lắm Một khi rắc bụi phép màu một Cái này à? Tự nhiên là Cái điều vi diệu nó đến nha Mọi việc nó thanh thông Nó giống y như ý của mình Còn lại mình không có rắc bụi đó, Anh chị ạ à. Cái là gì à? Thế là mình thấy mọi việc nó chưa có được thuận lợi lắm. Mỗi lần bà An đi với đi đâu với doanh nhân Nguyễn Diễm hay là doanh nhân Trịnh Huy rồi anh chị à? vô cái doanh nhân bước vô xe doanh nhân Nguyễn Diễm nhé. Mọi người rắc bụi phép màu nha. đó, đó. À, doanh nhân Nguyễn Diễm với doanh nhân Trần à, Trịnh Huy rồi là rất là kỹ luật trong cái việc rắc bụi phép màu. Rồi tiếp theo khi mà chúng ta lắc bụi phép màu cho ngày mới rồi thì chúng ta sẽ bước thứ hai đó là chúng ta cần phải làm quy trình hút năng lượng của vũ trụ đó là quy trình Tony Rubin mà mỗi sáng 4 giờ 30 sáng thì giờ ban tổ chức hỗ trợ cho chúng ta vì anh chị khi mà anh chị làm quy trình Tony Rubin à, quy trình hút năng lượng của vũ trụ anh chị ạ Tony Rubin là một bậc thầy một manga guru anh chị ạ và ông ấy mỗi trong những cái khóa học nào của Tony thì ông ấy đều làm cái quy trình này. Quy trình này để mà giúp cho chúng ta kích hoạt năng lượng bên trong của mình và giúp cho chúng ta hướng về cái mục tiêu của mình, về cái khao khát của mình và trong cái trong cái quy trình uh, hút năng lượng của vũ trụ của Tony Rubin thì uh, Ông ấy có lòng ghép vào Tình yêu thương và lòng biết ơn trong đó Và khi mà anh chị Làm cái quy trình Tony Rubin Anh chị thấy cực kỳ năng lượng Anh chị nào mà làm nghiêm túc Anh chị sẽ thấy mỗi câu mỗi từ Trong quy trình Tony Rubin cực kỳ hay Và khi mà Anh chị làm quy trình anh chị ạ? Khi mà anh làm quy trình anh chị ạ? Nhắm mắt lại và hình dung tưởng tượng như rằng Là giờ, uh, có một luồng ánh sáng uh, Màu vàng Ôm lấy bản thân của mình, chữa lành con người, chữa lành cơ thể của mình. Và chạy xuyên suốt từ cuộc sống của mình cho tới gót chân của mình. Và mình cảm thấy cực kỳ năng lượng. Năng lượng chạy thẳng từ trong vũ trụ, chạy xuống người của mình. Và ôm lấy cơ thể của mình. Và chữa lành cũng như là kích hoạt năng lượng bên trong của mình. Nên anh chị ạ, làm quy trình Tony Rubin nha. Cực kỳ hay. Và quy trình này của một manga guru. Và chúng ta nói rằng là gì? Tôi học theo người thành công để thành công luôn mà quy trình Tony Rubin chúng ta không làm. Thì đã học chưa? Đã học chưa ạ? À? Chưa nha. Quy trình Tony Rubin là quy trình của người thành công đó. nhưng mà anh chị phải sao ạ? À? Phải làm nha. Phải làm. Tại vì không tự nhiên ngẫu nhiên mà Tony Rubin lại làm cái quy trình đó cho mỗi cái lần mà ông ấy đứng trên cả hàng chục ngàn người để ông ấy làm. Nên anh chị ạ, à, chúng ta cần phải sao ạ? Nghiêm túc với cái quy trình này. Khi mà chúng ta đã làm quy trình Tony Rubin rồi thì để mà giúp cho chúng ta kích hoạt năng lượng tỉnh táo ha ở Trong một ngày của mình và tập trung hướng về cái mục tiêu của mình. Tiếp theo đó là gì? anh chị cần phải bảo quỹ tự do tài chính tập trung cái gì thì cái đó mở rộng và anh chị phải luôn luôn có một quỹ tự do tài chính bên cạnh của mình ha quỹ tự do tài chính của anh đây để làm sao ạ à? để khi mà khi mà mình làm quy trình tên Rubin xong bảo quỹ tự do tài chính Để mà mình biết được rằng là gì Khi mà anh chị bảo quỹ tự do tài chính Có nghĩa rằng là gì Mình đang tạo ra cục 500 cho mình Chúng ta luôn đọc rằng là gì Tôi là 500 thu hút tiền Nhưng mà Toàn là một ngày chi ra tiền không Có hút có chỗ nào Đúng không anh chị có hút cái chỗ nào nói ai nghe coi Lúc nào tuyên bố tôi là nắm chất thuốc tiền Rồi ngày nào cũng chi tiền Ngày nào cũng ra tiền Ngày nào cũng đi mua sắm Hút cái chỗ nào nói ai nghe Đúng không yeah. Nên rằng là giờ chúng ta phải tạo ra cho mình Một cục 500 Để mà giờ Chúng ta một năm cục 500 vật lý Để giúp cho chúng ta thu hút tiền. Đầu tiên chúng ta cần phải tự mình biến trở thành một cục 500 đó là chúng ta cần phải có trí tuệ có sự hiểu biết. Có chúng ta phải học về cái cách quản lý tiền, cái cách mà chúng ta tạo ra dòng tiền và cái cách mà chúng ta phát triển dòng tiền. Một cái người họ biết phát triển dòng tiền, họ biết tạo ra tiền không có nghĩa họ biết cách quản lý tiền. Nhớ nha, nên rằng là gì, đừng anh chị đừng nghĩ rằng là gì, mình biết cách tạo ra tiền, hay là mình nghĩ rằng là mình, mình rất là giỏi và mình biết cách quản lý tiền không có nha, có rất là nhiều anh chị uh, là chủ doanh nghiệp, có rất là nhiều làm ra rất là nhiều tiền nhưng không biết cách quản lý tiền, không biết cách để mà uh, giúp cho tiền của mình nó hanh thông làm ra tiền rất giỏi nhưng không biết cách giữ tiền. Không biết cách giữ tiền ha. Làm ra tiền sau đó xài đó và rồi cũng hết tiền đó. Nên anh chị ạ, chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải mình biến mình trở thành một khối 500 thu hút tiền bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự hiểu biết của mình và về tư duy của mình và học về tiền. Và dù anh chị ở bất kỳ độ tuổi nào, bất kỳ bất kỳ giới tính nào. Anh chị là ai? Trừ khi anh chị là người xuất gia, đi anh chị đi uh, xa, anh chị gọi là ờ uh, rồi rồi bỏ cuộc đời này thì anh chị không đụng tới tiền thôi. Chứ còn được không, chứ còn anh chị là độ tuổi nào, ngành nghề gì thì anh chị ạ việc đầu tiên anh chỉ cần phải học đó là học cách quản lý tiền, giữ tiền, phát triển dòng tiền, tạo ra tiền. điều này thì chúng ta không được học ở trên lớp, không có à, không à, từ từ nhỏ tới lớn chúng ta được dạy về cái cách mà chúng ta xài tiền, cái cách mà chúng ta à, dùng tiền hoặc là chúng ta kinh doanh nó dựa trên bản năng của mình không à chứ nó không có một lộ trình nó không có một quy trình chuẩn và chúng ta xài tiền theo bản năng chúng ta phát triển dòng tiền cũng theo bản năng luôn nên rằng anh vợ mà vậy nên rằng là chúng ta không giữ được tiền vậy nên nếu anh chị muốn phát triển đột phá về tài chính của mình thì anh chị biết việc đầu tiên là gì vậy? mình cần phải học hiểu về tiền tiền là gì? Cách vận hành của tiền như thế nào? Quy luật của tiền như thế nào? Và để mà sao ạ? À? Để mà chúng ta có được tiền. Và tiền thì không thể nào mà kiếm được mà gì à? chúng mà được hấp dẫn về bởi chúng ta. Ok không anh chị? Tiền thì gì ạ? À? Khi mà anh chị hiểu được về tiền anh chị học những cái quy luật về tiền anh chị sẽ không còn phải à, phải thấy được rằng là phải cực khổ phải thấy tạo ra tiền khó khăn và để có tiền là một cái điều gì đó chưa có dễ dàng khi mà anh chị hiểu được quy luật của tiền thì sao ạ à? anh chị sẽ biết cách để làm sao để thu hút và hấp dẫn tiền về với mình càng chạy theo tiền anh chị càng thấy hụt hơi mệt càng chạy theo tiền anh chị càng cảm thấy không thoải mái Càng à, khao khát có tiền Anh chị càng Lại càng sao ạ Cảm thấy mình thiếu thốn Thì sau á Những cái ngày sau Anh sẽ chia sẻ cho anh chị hiểu hơn về tiền Để mà gì à? Để mà anh chị Để mà anh chị biết Tiền như thế nào Và cách làm sao để mà thu hút tiền ha Kỹ hơn ha. Còn bây giờ thì Anh sẽ chia sẻ cho anh chị Những cái bước Để những cái bước cơ bản để anh chị thực hành trong một ngày thôi ha rồi nên rằng là, là gì và tiếp theo chúng ta cần phải tạo ra cho mình một cái cục 500 thu hút tiền vật lý để mà gì khi mà anh chị tạo ra cục 500 này nó sẽ giúp cho anh chị là gì hướng cái tâm trí của anh chị vào những cái khoản chi trả cho bản thân của mình trước những cái khoản lợi nhuận trước thường trong một ngày của chúng ta chúng ta chi trả cho người khác giàu lên đi mua đồ ăn đi mua xăng đúng không ạ à đi mua một bữa sáng có nghĩa rằng là gì anh chị đang trả cho người khác giàu lên anh chị mua quần áo anh chị cũng trả cho bạn bà, bà bán quần áo giàu lên cái người mà chúng ta cái người xứng đáng giàu lên lại là chúng ta nhưng mà chúng ta lại không trả cho mình tiền về là chúng ta lại vội vàng được không ạ chi cho người khác giàu lên có phải rằng tiền khi mà tiền về trong túi anh chị anh chị nghĩ rằng là gì? mình phải trả cho cô ba sống trên cô hai sống dưới Ủa, vội vội vàng vàng chưa giữ nóng tiền là gì đi đi mua cái này đi sắm cái kia và anh chị mua anh chị sắm tất cả mọi thứ đều gì à? giúp cho người khác giàu lên Vậy nên anh chị cần phải gì à? giúp cho bản thân của mình giàu lên bằng cách chi trả cho mình trước quỹ tự do tài chính tôi tiết chế nhu cầu nhất thời để tiết kiệm cho một tương lai huy hoàng hơn anh anh ha, khi mà an cầm cái quỹ tự do tài chính này lên và mình hiểu được rằng là mình cần phải tiết chế lại những cái nhu cầu cái mong muốn nhất thời đi sắm một bộ quần áo mới rằng là, là mua cái này mua cái kia thì mình hiểu được rằng là mình cần phải tiết chế lại mà và một khi mà mình chuẩn bị mà mình mình ngày xưa anh chị ạ, à, thiếu thốn tiền là cứ nghĩ ngay tí mình còn quỹ tự do tài chính mà. Hay là ứng quỹ tự do tài chính cái ha. Là không nha. Quỹ tự do tài chính mục đích là gì? Để giúp cho anh chị giúp cho anh chị phát triển dòng tiền. Chị để đem kinh doanh và đầu tư thôi. Một cái ý tưởng, một cái gì à? một cái suy nghĩ rằng là giờ à? thôi mình mượn đỡ quỹ tự do tài chính cái sau đó mình trả là không được nha có nghĩa rằng là gì không chỉ rằng anh chị đang phá vỡ cái không anh chị đang gì à, chưa cam kết với lại gì à, cái 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 quỹ tài tự do tài chính cái cái mục tiêu khi mà chúng ta làm cái cái quỹ tự do tài chính này là gì chúng ta để kinh doanh và đầu tư khi mà chúng ta lấy một cái đồng tiền ra chúng ta tạm ứng trong cái quỹ tự do tài chính này thì chúng ta đang gì ạ đang không có làm theo đúng cái mục đích khi mà chúng ta tạo ra cái quỹ tự do tài chính này thứ hai nữa rằng là gì? cái điều quan trọng là gì anh chị đang phá vỡ sự cam kết của mình với chính mình điều này cực kỳ quan trọng tại vì bản thân mình mà mình không giữ lời hứa với mình thì mình giữ lời hứa với ai cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Đúng không ạ? À? Nên rằng là gì? Khi mà anh chị bảo quỹ tự do tài chính thì anh chị ạ, không chỉ rằng là gì mình mình bảo quỹ tự do tài chính để mà mình để mà mà giúp cho mình trả cho mình để giúp cho mình uh, gia tăng tài sản. Mà nó là còn nó là sự cam kết của mình với chính mình, sự cam kết của mình với vũ trụ. Một khi anh chị lấy ra Anh chị phá vỡ sự cam kết đó Thì anh chị ạ Và Được một lần anh chị sẽ có vài lần nữa Đúng không ạ à? Anh chị được mượn mượn một lần Anh chị mượn có ai cấm anh chị không học Anh chị mượn ai Mượn chính bản thân của mình Mượn người khác đôi khi mình còn nhây như Mình không trả mà Mượn, mượn mình mình còn nhớ mình Nếu anh chị mượn chính bản thân của mình Mình nhớ không ạ à? Làm gì nhớ đó, anh chị Mà mượn người khác rồi Người ta đòi tới nơi luôn Mình còn nhớ để trả nữa Đó, dây dưa nữa không chi mượn mình Không trả đâu Tại sao anh có kinh nghiệm như vậy Thử rồi nha Từng nha Anh cũng từng như vậy nha Và và anh để ý nè anh chị một khi mà chúng ta đã bỏ, được bỏ liên tục Chúng ta cảm nhận rằng tiền nó về với mình nha Mà một khi mà phá vỡ Phá vỡ không bỏ Không thường xuyên bỏ quỹ tự do tài chính Hoặc là phá vỡ sự cam kết đó anh chị Tự nhiên mình cảm thấy tiền nó Nó bị ngưng lại Nó không hành thông nữa Đúng không anh chị Bao nhiêu trong số anh chị Đã học với câu lạc bộ Và đã Bỏ quỹ tự do tài chính anh chị để ý đúng không ạ? À? Đúng comment trang chữ yes nha. Mỗi lần mà gì ạ? Trời ơi, bỏ liên, liên tục liên tục liên tục tiền gắm nó về anh chị hanh thông lắm mà cái là phá vỡ một cái ha không bỏ dừng lại một thời gian không bỏ hoặc là mình phá vỡ tự nhiên cái mình cảm thấy hình như là tiền nó không được hanh thông cho lắm nên rằng là luôn phải kỷ luật kỷ luật với chính mình nên rằng là anh chị phải luôn luôn bảo quỹ tự do tài chính của mình và lúc này đây anh chị khi mà anh chị bảo quỹ tự do tài chính thì là lúc mà chúng ta đang nói với tiềm thức của mình rằng tôi đang tập trung vào tiền tiền chi trả cho tôi tập trung cái gì thì cái đó mở rộng nói rằng là gì mở buổi sáng mở mắt ra nhìn vào quỹ tự do tài chính trò cái hũ mình đã đầy quá đúng không ạ à? vui quá bỏ thêm một đồng tiền vào thì lúc này đây là gì anh chị đang tập trung vào khoản dư chúng ta và bắt đầu là chúng ta đang phóng ra một cái trường năng lượng tích cực năng lượng của sự dư dả và đủ đầy thì sao ạ cái năng lượng này sẽ giúp cho chúng ta hấp dẫn thêm nhiều tiền về với mình hơn cao mà nên cái quỹ tự do tài chính một cái động tác của anh chị thôi ha là bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính nó nó có rất là nhiều ý nghĩa khi mà anh chị bỏ quỹ tự do tài chính sao ạ? À? Thì tôi là 500 tôi hút tiền số tiền này số tiền này bỏ vào quỹ tự do tài chính nó sẽ giúp cho tôi gia tăng tài sản gia tăng lên gấp một ngang lần giúp cho tôi sở hữu bất động sản, sở hữu tài sản đứng tên của mình. Và khi mà anh chị bỏ quỹ tự do tài chính thì cứ chúng ta bắt đầu là gì? cứ một tuần chúng ta ngày nào chúng ta cũng kiểm đếm số dư hết nha để mà chúng ta biết được rằng quỹ tự do tài chính của mình gia tăng lên bao nhiêu. Và khi mà ở trong cái quỹ tự do tài chính này à, có những cái khoản tiền nhỏ bắt đầu anh chị hãy chuyển đổi nó Chuyển nó qua dòng tiền các những cái khoản tiền lớn ví dụ như rằng là anh chị bỏ 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 hãy bắt đầu là vậy. Tổng kết lại và sau đó chúng ta đổi nó qua tiền lớn. 500.000, những cái tờ tiền lớn để sao là bắt đầu để tâm trí của anh chị nhìn, nhìn nhìn những cái hình ảnh. Nhìn những cái hình ảnh. Những cái khoản tiền lớn để mà thu hút những khoản tiền lớn về với mình. Ok không ạ? À? À, trong hữu anh chị toàn là tiền lẻ thì anh chị à, anh chị sẽ bỏ toàn tiền lẻ kinh nghiệm đó anh chị nó ra là gì? anh chị hãy bắt đầu là gì đổi những cái đồng tiền lẻ đó ra những cái tờ tiền lớn 500 trăm ngàn hai trăm ngàn năm trăm ngàn để sao bắt đầu là để tăng trí của mình tập trung vào những khoản tiền lớn và bắt đầu kiểm đếm số dư biết được quỹ tự do tài chính của mình biết được tài sản của mình biết được cái dòng tiền chi trả cho mình là bao nhiêu bao nhiêu trong số anh chị đã hiểu về bước bỏ quỹ tự do tài chính comment cho chữ yes cực kỳ quan trọng nha rồi ngày hôm nay thì anh khá khá là chi tiết cho những cái bước thực hành nên rằng là à, anh chị hãy làm đó nha hiểu được ý nghĩa rồi thì anh mong rằng là gì anh chị phải thực hành nghiêm túc nha tiếp theo uh, khi mà anh chị uh, bảo quý tôi cho tài chính nhớ tiếp theo anh chị hãy có một quyển sổ phép màu để mà chúng ta thực hành lòng biết ơn biết ơn trước khi chúng ta nhận thường là chúng ta sẽ biết ơn uh, thường thì chúng ta sẽ biết ơn cho những điều mà chúng ta đã nhận được rồi chúng ta mới biết ơn ai đó làm những điều tốt đẹp cho mình làm cho mình những cái điều mà mình mong muốn thì mình mới biết ơn đúng không ạ nhưng anh chợ chúng ta là người thành công và chúng ta lựa chọn chúng ta có quyền năng lựa chọn và quyết định của mình và chúng ta cần phải làm khác đi những người chưa thành công vậy nên những người những người chưa thành công thì thường là gì ai đã làm gì điều gì cho họ theo ý họ muốn thì họ mới biết ơn họ mới cảm ơn còn mình thì sao ạ hãy cảm ơn trước hãy cho đi trước thì mới nhận lại được khi anh chị thực hành lòng biết ơn bản chất tình yêu thương và lòng biết ơn là một dạng năng lượng của sự đủ đầy nên khi mà mỗi buổi sáng anh chị thực hành lòng biết ơn có nghĩa rằng là gì? anh chị đang ra quyết định cho sự đủ đầy của mình trong một ngày và anh chị cũng đang ra quyết định cho mọi thứ nó hành thông với mình cái ngày nào mà không biết ơn tự nhiên thấy nó lạ lạnh lắm, lắm anh chị tự nhiên, tự nhiên cái thấy mọi người hình như không có được hòa nhã với mình đúng không anh chị Tự nhiên có vẻ như mình cũng hơi nóng tính nha. mình hơi sân tí, chưa được từ bi cho lắm. Nên anh chị ạ, biết ơn nha. À, anh nhớ là doanh nhân Nguyễn Diễm, cái à, tuần nào hoặc cái tháng nào mà cảm thấy à, thấy là vậy, à, có vẻ như là vậy, chưa được thuận lợi cho lắm. Đó là doanh nhân hỏi anh chứ thực hành biết lòng biết ơn chưa tháng này quên thực hành lòng biết ơn đúng không <laughs> dạ đúng rồi chị <laughs> nhìn là biết ngay được không mà người nó không có được người nó không có được soạn khoái anh chị người nó không có được thoải mái người nó không có được vui tươi mà nó sao ạ à? nó 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 bị um... anh thấy là khi mà không thực hành lòng biết ơn người nó, nó sân si ra nó nóng giận mọi việc nó mới thuận lợi đúng không anh chị anh chị nào thực hành lòng biết ơn rồi trả lời cho em đúng không ạ à? ngày nào mà mình thực hành lòng biết ơn mình đâu cũng thấy yêu hết đâu cũng thấy vui hết á đâu cũng thấy hạnh phúc hết á mà ngày mà không biết ơn là anh chị thấy nó sân lắm Vậy yeah. nên rằng là nên rằng là thực hành lòng biết ơn ha và 11 một giờ trưa mỗi ngày em có đang thực hành lòng biết ơn À, anh chị nào mà có thời gian thì mình cùng vào uh, lúc 11 giờ trưa với An nha em hướng dẫn cho anh chị thực hành lòng biết ơn hay là khi thực hành lòng biết ơn và cấu trúc thực hành lòng biết ơn cũng có cấu trúc nha để mà anh chị thực hành nha làm đúng theo cấu trúc này thì anh chị mới có thể chạm tới cảm xúc của mình chạm đến cái con người bên trong của mình còn đừng có thực hành lòng biết ơn theo bản năng thực hành biết ơn theo dạng nghe và nói nó nghĩa rằng là gì mình nghe người khác bảo rằng là thực hành lòng biết ơn tuyệt vời lắm thay đổi cuộc đời thế là gì mình cũng muốn thay đổi cuộc đời và mình cứ thực hành lòng biết ơn mà mình không có sự hiểu sâu mình không có sự cảm trong đó mình và mình thực hành lòng biết ơn không có cảm xúc thì anh chị thực hành lòng biết ơn nó cũng không có ý nghĩa gì và chúng ta cảm thấy thực hành lòng biết ơn nó phiền quá tại sao nó chiếm mất thời gian của mình và mình làm cho nó xong Cho nó có lệ Thì như vậy Anh chị không có kết quả Ok không ạ à? Nên rằng là gì Anh chị phải cân Học và hiểu Về lòng biết ơn Tình yêu thương và lòng biết ơn Là hai trạng thái năng lượng cao nhất của vũ trụ Nó giúp cho chúng ta Chuyển hóa cuộc đời Chuyển hóa tất cả mọi việc Những cái điều mà anh chị chưa thuận, thuận lợi trong cuộc sống Chỉ cần anh chị ứng dụng tình yêu thương và lòng biết ơn có thể bẻ công tất cả để giúp cho anh chị thuận lợi nên anh chị cần phải hiểu về tình yêu thương và lòng biết ơn ha ok không anh chị Đó, ngày hôm nay sáng ngày hôm nay thì em không có chia sẻ sau về lòng biết ơn chúng ta chỉ biết được rằng là, là gì nó là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng trong một ngày nha và cấu trúc của tình yêu thương và lòng biết ơn như thế nào thì anh chị có thể là vào trưa nay lúc 11 giờ hoặc rằng là anh chị nhắn tin cho tất cả trưởng nhóm hỗ trợ cho mình hỏi về cấu trúc thực hành tình yêu thương và lòng biết ơn. Và tất cả những anh chị uh, trưởng nhóm sẽ hỗ trợ cho cả nhà của mình. Ok không ạ? À? Rồi, uh, khi mà anh chị thực hành tình yêu thương và lòng biết ơn, uh, chúng ta có quyển sổ phép màu thì uh, tiếp theo uh, hãy dành ra cho anh. 5 đến 10 phút để mà chúng ta tỉnh thức. Điều này cực kỳ quan trọng. Tỉnh thức. À, được gọi là thiền anh chị ạ. nhưng mà giờ, à anh, anh thích gọi là tỉnh thức hơn. Nó dễ hiểu, thiền nghe có vẻ như nó hơi chuyên môn hóa quá đúng không ạ? Nên là anh chị ạ, chỉ cần tỉnh thức. À, anh chị chỉ cần là gì? Tập trung dành thời gian tập trung cho chính mình có một số anh chị nói với em rằng là em ơi chị không giao tiếp được với tiềm thức của mình phải nhớ giúp an rằng là gì? anh chị luôn luôn giao tiếp được với tiềm thức của mình nếu không giao tiếp được với tiềm thức của anh chị anh chị sẽ không thở được không giao tiếp với tiềm thức anh chị không thể nào tiêu hóa được tại vì cái việc thở ý thức của anh chị không làm được anh chị có anh chị có Ý thức của anh chị bảo rằng là gì? Thôi, nín thở đi. Nhưng vẫn sống được không ạ? Không, phải thở. Và anh Thị thở trong vô thức. Sinh ra đã phải thở rồi. Đúng không anh chị? Đó. Và giờ, ai tiêu hóa thức ăn cho anh chị? Ý thức anh chị làm được không? Không. Mà tiềm thức đang hỗ trợ cho anh chị xây thức ăn cho anh chị và tất cả mọi thứ anh chị đang nhận được đều là do anh chị ra quyết định và tiềm thức đang hưởng ứng cho anh chị nếu anh chị chưa nếu anh chị không tin đúng không ạ à, hãy nghĩ xem trong một tuần vừa qua hoặc trong một tháng vừa qua anh chị có cái năng lượng như thế nào có cái suy nghĩ gì và có phải hiện tại anh chị đang gặp điều đó đúng không vậy thì ai đang làm điều đó ai đang vận hành điều đó đó là tiềm thức của anh chị Đúng không ạ? Tháng vừa qua mình tiêu cực lắm Tháng vừa qua mình suy nghĩ Tháng vừa qua là gì? mình suy nghĩ mong lung mình Tháng vừa qua là gì? mình không có tập trung Mình suy nghĩ tiêu cực Thế là có phải rằng là gì? anh chị Có vẻ như cuộc sống hiện tại thực tế của anh chị đang Chưa được thuận lợi đúng không ạ? Tại vì đâu? tại vì anh chị đã suy nghĩ như vậy và tiềm thức bắt đầu là gì vận hành và hấp dẫn những cái điều đó đến với anh chị theo đúng cái lựa chọn của anh chị nên không phải là anh chị không giao tiếp được với tiềm thức của mình mà tại anh chị không lắng nghe tiềm thức của mình không định lại cái tâm của mình để nhìn thấy được chứ không phải là anh chị tìm thức không anh chị không kết nối được, kết nối mỗi ngày, kết nối mỗi giây, mỗi phút. nha. Chúng ta kết nối liên tục. Chỉ là anh chị có dừng lại vài giây để nhìn xem vũ trụ mang đến cho chị những dấu hiệu gì, mang đến cho anh chị những bài học gì, đang nhắc nhở cho anh chị điều gì. Và anh chị có định lại cái tâm của mình để sao ạ? Để gì ạ? để mà có thể giao tiếp với vũ trụ để mà giao tiếp với con người bên trong của mình hay không vì của anh chị là gì nếu anh chị muốn mình có thể thông thông linh thông tâm của mình với tiềm thức của mình anh chị phải dành thời gian ra để mà tỉnh thức 50 phút, tập cái thói quen ngồi và giờ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, thả lỏng mình. Cái khoảnh khắc mà anh chị có thể giao tiếp với tiềm thức của mình, đó là thời điểm tâm anh chị phải an. Và phải tỉnh lặng để mà anh chị giao tiếp với tiềm thức của mình những cái lúc mà anh chị hướng tâm về bên ngoài của mình và mình bị tác động ngoại cảnh thì lúc này đây anh chị không anh chị không giao tiếp được ngắt kết nối với tiềm thức nên rằng là việc của anh chị là gì hãy mỗi lần mỗi buổi sáng hãy dành ra 5 phút để mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình cao okay anh chị và trong quá trình mà khi mà anh chị giao tiếp sâu những cái anh chị nào mà đã mình đã tỉnh thức trong một thời gian dài thì anh chị sẽ để ý nè trong quá trình mà anh chị tỉnh thức anh chị sẽ có được câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề của anh chị anh chị sẽ thấy được câu trả lời khi mà anh chị tỉnh thức anh chị sẽ thấy được cái cách của giải quyết một cách minh triết khi mà anh chị tỉnh thức không biết anh chị nào đã đạt tới cái điều này chưa hay lắm chỉ cần anh chị thả lỏng người tỉnh thức giao phó và giao tiếp với tiềm thức của mình tự nhiên anh chị ạ khi mà anh chị tỉnh thức tỉnh thức như vậy có những cái ý tưởng lóe lên trên đầu trong đầu của mình để giúp cho mình để giúp cho công việc của mình thuận lợi, cuộc sống của mình nó tốt đẹp lên. Nên rằng là, là anh chị sao ở, hãy dành thời gian cho mình tĩnh thức nha. Và đừng đi tìm kiếm mọi thứ bên ngoài mà hãy tập trung vào thế giới bên trong của mình. Thế giới bên ngoài chỉ là quả là tấm gương phản chiếu thế giới bên trong mà thôi nên nếu mà anh chị muốn thay đổi cuộc đời của mình, muốn mình làm chủ cuộc sống của mình, anh chị cần phải quay trở lại bên trong của mình bằng cách điều chỉnh lại suy nghĩ, điều chỉnh lại cảm xúc, điều chỉnh lại và giao tiếp với tiềm thức của mình. Nhanh thôi, 10 phút, 5-10 phút. Những anh chị mới chúng ta chưa có thói quen ngồi, tại vì thường là gì, chúng ta động đậy, chúng ta phải làm cái này làm cái kia, chúng ta không có để cho cơ thể mình nghỉ ngơi, chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ, tay chân của chúng ta không ngủ, chỉ trừ cái lúc ngủ là chúng ta không làm cái gì thôi, còn lại, mỗi khi thức là chúng ta phải làm cái này làm cái kia, đúng không ạ? Mỗi khi thức là chúng ta phải suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, nhưng anh chị ạ chúng ta càng suy nghĩ chúng ta có càng làm thì nó có tốt hơn đâu đúng không ạ à? càng rối hơn vì anh chị là gì hãy dành thời gian thả lỏng cơ thể tập trung vào tỉnh thức để mà mình giao tiếp với tiềm thức của mình quay trở lại bên trong của mình điều hòa điều tiết lại suy nghĩ của mình hơi thở của mình cũng như là, là điều chỉnh lại cái cảm xúc của mình quay trở lại thế giới bên trong của mình nhớ cho anh anh chỉ càng cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài đó là điều đó là một sự bất lực anh chỉ càng cố gắng nỗ lực cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài thì anh chị sẽ càng cảm thấy bế tắc càng không vui mà nó cực kỳ khó, tại vì nó chỉ là quả thôi. Giống như rằng là khi mà anh chị trồng một cây xoài, mà xoài nó chua, thì cái việc mà anh chị cố gắng là dạ, lấy cái trái xoài ngọt khác gắn lên cái cây được không ạ? À? Anh chị anh chị lấy cái bị bọc cái trái xoài lại để cho nó khỏi sâu khỏi chích để sao nó ngọt nghĩ rằng là gì làm như vậy nó sẽ ngọt đúng không anh chị không nó chỉ là quả mà thôi tại vì cái gốc rễ nó không có đến từ việc cái, cái 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 trái xoài mà đến từ cái bản chất cái, cái, cái rễ cái gốc rễ của cây xoài nó là xoài chua nên bây giờ anh chị cứ bứt cây xoài đó hết đi chăng nữa Bứt những trái xoài chua đó xuống đi chăng nữa Và anh chị có gắn lên những cái trái xoài ngọt đi chăng nữa Rồi mua sau nó cũng sẽ ra trái chua Nên đừng có cố gắng thay đổi cái kết quả Nó là điều không thể Và anh chị nào mà cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài Anh chị sẽ thấy nó rất là mệt Tại vì mình đang ngược dòng vũ trụ xuôi dòng thì nó rất dễ mà ngược dòng thì anh chị ạ cực kỳ khó anh chị nào cứ hướng tâm mình ra bên ngoài thì cố cố gắng thay đổi thế giới vật chất của mình mà không có nuôi dưỡng cái thế giới bên trong của mình thế giới nội tâm của mình anh chị ạ những những người đó họ cực kỳ không khỏe làm cực lực không có tiền làm cực lực cuộc sống không thay đổi gì cả và em tin rằng là về tất cả những anh chị đang ngồi đây đã từng dùng ý thức của mình, đã từng cố gắng thay đổi cái thế giới bên ngoài của mình đúng không ạ? À? Và anh chị có thể cho An cảm nhận những cái giai đoạn đó anh chị thấy cực khổ cực không ạ? À? Thấy để mà có tiền nó cực kỳ khổ. Để mà có tiền cực kỳ chưa dễ. Và suy nghĩ khai nữa cơ. Và mọi thứ nó không có thuận lợi. Vì đơn giản anh chị ạ, anh chị đang làm không có đúng theo quy luật của vũ trụ. Tại vì thế giới bên ngoài chỉ là quả thôi, là tấm gương phản chiếu thế giới bên trong. Nên để mà anh chị thay đổi thế giới bên ngoài thì anh chị ạ, chúng ta cần phải thay đổi gốc rễ là gì? thay đổi thế giới nội tâm của mình. Bắt đầu thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm xúc của mình về cuộc sống về cảm nhận mọi thứ xung quanh của mình anh chị có đồng ý với an không là khi mà anh chị vào trong câu lạc bộ có một vài tháng thôi mà cả anh chị thấy được rằng cho mình thay đổi như thể được không mà mình thay đổi một cách ngoạn mục luôn mình vui vẻ mình tích cực mọi chuyện nó hanh thông và những cái kiến thức mà mình học nhiều khi nó còn hơn cả vài chục năm mình sống trước đây đúng không anh chị đúng không ạ à? vào trong mô lạc bộ vài tháng thôi mà mình mà cái sự thay đổi của mình nó một cách nhanh chóng mà so với cả mấy chục năm mình sống hơn à? trước giờ mình sống ý thức đó, mình cảm thấy là gì đó? nó ý nghĩa hơn nhiều mà sao cái sự thay đổi nó còn đột phá hơn cả mấy chục năm những gì mà mình học trong vài tháng vừa qua nó còn nhiều hơn mấy chục năm mà mình học mấy chục năm mà mình sống và cảm thấy được không ạ? À? Khi mà anh chị thực hành cùng với câu lạc bộ mình đồng hành liên tục, mình nghiêm túc anh chị Mình thấy trời ơi mới có vài tháng thôi mà mình cảm thấy mọi việc nó nhẹ nhàng, nó hanh thông, nó thuận lợi, tiền nó về nhanh chóng. Mọi thứ nó thanh thản đúng. Mà những mà những cái điều này mấy chục năm qua mình đi tìm kiếm hoài không thấy đúng không? Mình đi tìm kiếm. Mình đi cố gắng để mình đạt được cái điều đó mà hoài mình không có. Nhưng mà mình vào trong câu lạc bộ mới có vài tháng thôi. Một vài tháng thôi mình đã có được điều đó rồi. Tại vì anh chị biết không ạ, vào trong câu lạc bộ mình phát triển tư duy, mình tập trung vào con người bên trong của mình. Bắt đầu lại hiểu được làm hiểu được lý do vì sao mình không thành công bắt đầu là gì anh chị nuôi dưỡng cái con người thịnh vượng giàu có bên trong và nuôi dưỡng cảm xúc nuôi dưỡng cái hạt giống yêu thương nên rằng là gì chỉ trong một những những cái những cái ngày tháng ngắn ngủi cùng với câu lạc bộ thôi mà nó như thế rằng là gì nó hơn cả mấy chục năm mình sống ở ngoài kia rất là tuyệt vời hả Đó. nên anh chị ạ anh chị nghĩ coi mấy chục năm anh chị sống ngoài kia anh chị có đọc được cái trái trang sách nào đúng không ạ có, có ngồi viết cái mục tiêu của mình đâu có bao giờ ngồi viết mục tiêu của mình đâu nhưng vào trong câu lạc bộ là gì tháng nào cũng viết ngày nào cũng tập trung vào mục tiêu của mình và gì? À, anh chị nói rằng là gì? tốc độ thành công của một số anh chị trong câu lạc bộ nhanh nhanh đúng không ạ mới có một tháng mới 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 có một năm mà mà giờ thay đổi ngoại mục giống như doanh nhân hạ thủy doanh nhân ánh hồng doanh nhân bùi nhi doanh nhân thùy dương của chúng ta rất rất là nhiều anh chị doanh nhân họ vào đây một thời gian ngắn mà họ thay đổi một cách ngoạn mục và chúng ta nói nó nhanh không phải nhanh đâu anh chị mà là gì họ đang thuận theo những quy luật của vũ trụ và điều đó họ xứng đáng nhận được nhanh là tại vì mấy chục năm mình đi tìm kiếm cái điều đó mà hoài không thấy vào trong này có một hai năm mà mình có được điều đó rồi và chị thấy nhanh đúng rồi anh chị khi mà anh chị thuận lợi theo những cái quy luật của vũ trụ nhanh lắm có những thứ cả một đời và có những thứ năm mười năm anh chị mới có thể đạt được nhưng vào trong câu lạc bộ là gì anh chị chỉ cần là gì một vài năm là anh chị đạt được rồi Nguyên nhân chị hạ thủy mới vào có năm năm mấy à. đi châu âu được rồi <laughs> đi năm nước châu âu rồi được không anh chị Bản thân An Mới vào trong câu lạc bộ Mới có 2 năm hơn Đi 11 nước rồi Đi 11 nước rồi nha Đó. Nên rằng anh chị à, Anh chị hãy Thuận theo những quy luật của vũ trụ Ok không anh chị Yes Đó là những chưa nha đây là bước thứ mấy rồi anh chị bước thứ mấy rồi ạ à? hình như thứ sáu đúng không thứ sáu thứ bảy rồi yes và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục nha em sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh chị những cái bước hàng ngày anh chị cần phải làm nó đơn giản lắm nói thì nó dài vậy thôi nhưng mà khi mà anh chị làm á nó nhanh lắm bảo quỹ tự do tài chính một hai phút là xong đúng không ạ à? nhưng mà em muốn phân tích cho anh chị hiểu hiểu sâu ngộ sâu thì anh chị mới có thể là gì hiểu được những cái hành động hiểu được cái ý nghĩa trong những việc mà mình làm để mà gì? anh chị tin tưởng gia tăng cái niềm tin của mình và cũng như rằng là gì anh chị kiên trì và nghiêm túc với những cái hành động của mình những cái bước mà mình làm và mai thì chúng ta tiếp tục những cái những cái bước tiếp theo ha rồi ngày hôm nay anh chị học được nhiều không ạ à? và hiểu được hiểu được lý do vì sao chưa ạ mà mình cần phải làm nghiêm túc những cái bước tưởng chừng như nó rất là đơn giản nhưng mà mình phải làm không ạ à? hiểu chưa yes bao nhiêu trong số anh chị đã hiểu ha thì comment cho an chữ yes rồi ok và đầu tiên thì Um, trước khi mà chúng ta sẽ qua làm những cái quy trình trước khi mà an uh, um, gửi lại cái màn hình này cho mc xinh đẹp của chúng ta thì cả nhà ơi cùng vỗ tay với an nào uh, chúc mừng tất cả những anh chị đã cùng ngồi với an cho tới giờ nay và uh, thứ hai nữa rằng là ăn mừng thành công của chúng ta là gì sáng ngày hôm nay Dung uh, của chúng ta lên hơn 400 anh chị yeah <laughs> mục tiêu của an là gì uh, mục tiêu của an mỗi ngày đó là gì Mỗi buổi sáng khi mà mở mắt ra Mình sẽ giúp được cho hàng triệu người Và giúp cho mọi người có thể thay đổi cuộc sống Và giúp của mỗi sáng của An có thể là 500 người và cả hàng ngàn người Điều đó là điều An rất là muốn Tại vì dùm càng đông Thì giờ cái năng lượng càng nhiều Và dùm càng đông thì có nghĩa rằng là gì à, Không chỉ An mà tất cả những anh chị doanh nhân Và tất cả những anh chị ở đây Mình đã gieo một cái hạt thiện lành tới một ai đó và giúp cho một ai đó thay đổi cuộc đời đó, nên rằng là rất là vui và trời ơi nên rằng là dâm sáng ngày hôm nay an rất là hạnh phúc rất là vui ha khi mà dâm của chúng ta lên tới gần cả bốn trăm rưỡi ha à, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta an sẽ nhường mít lại và nhường màn hình lại cho mc xinh đẹp của chúng ta ha cảm ơn cả nhà bye bye an vẫn ở đây và cùng làm quy trình với cả nhà của mình nha rồi, rất là tuyệt vời cảm ơn doanh nhân ăn võ sáng ngày hôm nay cũng đã chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều những cái bí kíp đúng không ạ bí kíp để chúng ta có thể thực hành uh, những cái phương pháp trọn vẹn trong cả một ngày uh, ngày mai thì chúng ta cũng sẽ được tiếp tục học thêm những cái bí kíp nữa nên là cả nhà mình hãy uh, hẹn báo thức đi ạ hẹn sẵn luôn từ ngày hôm nay hẹn ngày mai để chúng ta có thể thực hành sớm những cái quy trình từ đầu ngày uh, những quy trình uh, theo những cái sự hướng dẫn của doanh nhân ăn võ này uh, quy trình của người thầy tỷ phú Tony robin rồi bỏ quỹ uh, bỏ quỹ tự do tài chính và rất nhiều những cái phương pháp khác nữa cả nhà mình hãy hẹn báo thức luôn nha để chúng ta rèn luyện cái thói quen này rồi tiếp theo thì dương cũng sẽ cùng đồng hành với cả nhà mình và chúng ta sẽ cùng nhau là tỉnh thức trong vòng 5 phút cũng theo như hướng dẫn của doanh nhân an võ chúng sẽ chúng ta sẽ cùng nhau là thực hành phương pháp này ạ ở dương xin mời cả nhà mình chúng ta sẽ cùng nhau là lựa chọn một vị trí ngồi thật là thoải mái và thuận tiện ở các anh chị có thể là chạm hai chân xuống dưới đất hoặc là chúng ta sẽ ngồi xếp bằng chân miễn sao là dựng thẳng cột sống của mình lên hướng cuộc sống của mình lên trên thật là thẳng được chưa ạ nếu anh chị nào mà mới mà chúng ta chưa quen thì có thể hơi trùng nhẹ một chút cũng được ạ à, rồi ok và khi mà chúng ta thực hành phương pháp này thì các anh chị hãy hãy nhắm đôi mắt của mình lại và tập trung vào hơi thở của mình tập trung vào hơi thở trong quá trình mà chúng ta tỉnh thức thì sẽ có những cái suy nghĩ nó len lỏi trong đầu thì các anh chị hãy nói với bên trong của mình đấy là cảm ơn bạn đã chia sẻ tôi đang tập trung vào hơi thở của mình và các anh chị lại quay trở lại biết rằng là hít hít vào thì biết rằng mình đang hít vào thở ra mình đang biết rằng mình đang thở ra tập trung vào hơi thở của mình là được ạ rồi dương xin mời cả nhà mình chúng ta sẽ cùng nhau là thực hành phương pháp này nhé dương xin mời cả nhà nhắm mắt lại ạ thư giãn thả lỏng toàn thân thả lỏng từ đỉnh đầu đến cơ mặt của mình thả lỏng hai vai thả lỏng đến từng ngón tay Hạ lỏng cơ thể, hạ lỏng xuống gót chân và từng ngón chân. Tập trung vào hơi thở của mình. Hít một hơi thật là sâu căng tràn bụng mình lên và thở ra thật nhẹ nhàng. Hít vào biết rằng mình đang hít vào. Thở ra biết rằng mình đang thở ra. Tập trung vào hơi thở. Chúng ta sẽ cùng nhau tỉnh thức trong vòng 5 phút.